Nhưng VG Gaming họ đang chủ động tấn công ra với các thành viên bên phía Team Magic. Hơi chủ quan nhưng quả nét là chính xác đến từ vị trí Nam Xin. Ghe là người nằm xuống, tiếp tục đang nhồi nét vào các thành viên bên phía Team Magic United. Và bây giờ thì Cao anh ta phải nằm xuống, và các thành viên phía VG Gaming cũng dừng lại top 3 rồi. Tình huống giờ sẽ là 3 vé tài, và rất có khả năng là đội hình bên phía Team VG Gaming họ có thể mất top 1 hay không đây, khi đội hình của Infinity IQ họ cũng đã có một trận đấu thi đấu top 4 kill dành cho VG Gaming. Còn ở đây thì 14 Quảng Ninh họ muốn tấn công vào các thành viên bên phía team DOT, quả nên được trả ra bởi vị trí Chun, và liệu anh ta được bóc ba hay không đây. Răng xuống nằm xuống bởi vị trí lèo, tình huống giờ đã 4 vé tài và Chun lại cho mình được mạng của Big Dan. Tiếp tục là tình huống Chun là 3, và bây giờ đã Chun có liên được hoàn toàn bên phía team 14 Quảng Ninh thôi, và đúng như vậy rồi, đó là 3 kill dành cho vị trí ở Chun. Marco anh ta đã muốn mở cánh nhưng Chun vẫn đang cố gắng nằm ở vị trí bãi cỏ và gây khó dễ cho các thành viên bên phía team Magic United. Khi đó thì Cá và Thiên di chuyển chung với nhau trong khu nhà này, nét được trả ra nhưng mà nó không trúng ai cả. Và phía bên này, Brick vẫn đang vô cùng là cẩn thận của vị trí cao mà thôi. Tiếp tục là trả nét đến từ cả hai đội tuyển. Khó chịu, Leo thì anh ta đang tạt sang phía cánh phải, có thể lấy thêm lượng thông tin. Khả năng Marco sẽ là người gặp nguy hiểm và anh ta sẽ bị bắn từ sau lưng. Thậm chí là Marco có thể sẽ bị confirm luôn bởi vị trí của Leo. Bây giờ Marco vẫn đang có tình huống ném nết ra, và bây giờ Marco phát hiện ra bị chiều lèo cao hạ của cho mình được mạng tiền, và đó tình huống 3 vết 4 thành công bên phía team Magic United. Vẫn đang không check lại vị chiều Chun, và có lẽ đây sẽ là dấu chấm hết dành cho vị chiều Marco thôi, khi mà Chun anh ta nằm quá khó chịu trong tình huống điểm như thế này. Bye bye Marco, đó là double kill dành cho vị chiều Chun, và anh ta sẽ confirm luôn vị trí Marco, nhưng không, Marco chạy thoát thành công. Tình huống giờ đang một vết đai vị chiều Cao, và Cao nằm xuống không, Cao hạ cùng cho mình được mạng cá thành công, và đó sẽ là một vết 1 vị chiều Chun cũng như vị chiều Cao. Vâng, sẽ là tình huống 1 vs 1 mà thôi, nhưng Cao nó không còn quá nhiều máu và anh ta bị knock trong tình huống này. Vậy là Magic họ bị clear hoàn toàn, năm lại ở chiến thuật 16. Và DOT team họ phải dừng lại vị trí top 12 khi bị clear hoàn toàn. Chip đang cố gắng cover cho người vụ của mình, Smoke được trả ra những FQ đang muốn đẩy thẳng vào thì phải. Người đang hơi yếu máu là vị trí của Minky 2K. Nhưng Zinni liệu có được cứu như Chip hay không đấy, Dicky đâu đã được máu rồi. Quả nết đến từ vị trí của Vũ Thỏ. Zinni là người phải nằm xuống trong tình huống vừa rồi. Hay, trong cái đó thì đây sẽ là tình huống 2 vs 4. Một tình huống mà lẽ ra tình huống này thì không nhìn thấy lỗ cửa đâu, tốt nhất không ném, như Vũ Thỏ cố gắng nhồi thêm quả nết, và Zinni còn đang có cơ hội được cứu sống thì Vũ Thỏ. Nhưng Dicky là người ảo cho mình được mạng, chip đội hình của FFQ họ đang thể hiện kỹ năng cá nhân tốt hơn so với bên phía Vin Signature. Một tình huống outplay rồi, Vũ Thỏ thậm chí anh ta tự outplay chính bản thân mình luôn. Anh ta ném nết đồng đội, anh ta ném nết đối phương, anh ta ném nết luôn cả bản thân mình, anh ta muốn ném nết cả thế giới. Vâng, có người yêu trong game chắc ném nết luôn cả người yêu rồi. Vâng, giờ chỉ có một mình Vũ Thỏ mà thôi. Khả năng anh ta sẽ khó sống khỏi họng súng EFQ khi mà đây là con đường để tiến vào bo dành cho đội tuyển của họ. Nết vẫn được trả ra đến từ Vũ Thỏ, nhưng để xem anh ta có thể kéo được thấp bao nhiêu khi đây sẽ là một tình huống vào 1v4 rất khó khăn mà thôi. Chopper đã bắt đầu đẩy xa cùng với Minky 2K. Đường nào cho Vũ Thỏ đây bắt đầu đẩy thẳng vào rồi, đã có tiếng súng đầu tiên. Chopper cũng đã tìm thấy một người bắt đắp được hai người với chú Vũ Thỏ. Wow! Và đó là một tình huống mà Vũ Thỏ vẫn phải nằm xuống. Ghe cũng đã bị knock ở trong tình huống vừa rồi đến từ Timber, một tình huống bắn sang rất nhanh đến từ Timber của FFQ. Giờ điểm hiện tại không biết liệu anh ta có được cứu hay không đây, nhưng Nana đã bị bắn, anh ta chỉ có một chấm máu mà thôi, sẽ chắc chắn phải dùng sự chú ý vào đây. Nhưng Marco đang muốn đẩy thẳng lên khu vực mạng trên này, và Marco mới là người bị knock ở chỉ của Nana. Fairy cũng đã bị trả lại mạng trong tình huống vừa rồi, và EVTIQ chỉ còn lại với chú Zoom mà thôi. 1v1 và Zoom đã bị clear. Trong khi đó thì LQ đang tràn lên, và bây giờ thì đó là mạng dành cho Chopper. Tiếp tục là Cao đang spam xuyên spam của đội hình của bên phía LQ, biết được điều đó. Tình huống giờ đang là 1v2, cơ hội cho Cao đang không nhiều khi mà anh ta lộ vị trí rồi, nhưng đổi được mạng của Timber thành công, đó là Dicky. Tình huống giờ sẽ là 1v2, ngay lập tức đội hình bên phía LQ đang muốn cứu người đồng đội của mình để có thể bảo toàn được nguyên hai người, và chủ động tràn xuống vị trí Cao không đây. Dicky đang bò theo vị trí Marco, bò theo luôn cả vị trí Brick. Cơ hội cho bên phía team Magic có lẽ đến đây kết thúc rồi, khi mà Cao anh ta sẽ phải 1v2. Chopper bắt đầu cắn máu, Cao vẫn đang ở khu vực dưới chân các thành viên bên phía team LQ đang cố gắng tìm đến vị trí Timber, và ngay lập tức thì đó là Chopper không bắn lôi rồi. Bây giờ thì Cao nằm xuống, đội hình của LQ có cho mình được top 1 thứ 2. Vòng bo thứ 2 đã còn thời gian delay là 11, và bây giờ DLT họ đã bắt đầu tràn lên đội hình bên phía Gunner Master. Đổ được một người, đội bắn chéo đến từ đội hình Gunner Master. Ngay lập tức đó là 1 đổi 2, nhưng bây giờ liệu có lát được hay không đây. Bên phía DLT tràn lên để cho Gunner Master clear hoàn toàn, và đó là 4 kill dành cho Gunner Master. Một tình huống kê crossfire hoàn hảo dành cho Gunner Master.
bây giờ để Miun và những đồng đội có thể tiến sâu vào thì vẻ là hơi khó nha. Ok, bị đặng bị phó công để phía của Talenti và đó là sang sàng. Nhưng bây giờ sẽ là tình huống mà Takai đã đẩy thẳng vào để confirm. Marco cũng đã bị nông trong tình huống này. Hai thành viên lão luyện của Machida là một người cao bắn đất một người, anh ta tiếp tục bắn đất một người thứ hai. Nhưng mà hết đạn rồi và cao đã phải nằm xuống. Rick bây giờ mới đẩy thẳng vào, anh ta không làm gì được cả. Đó là Magic dừng lại trên top 11. Vâng, sẽ hơi khó cho đội tuyển của 14 Quảng Ninh. Họ bắt đầu trả cho mình những quả smoke để lấy thêm khoảng trống để di chuyển. Chẳng Timber đã bắt đầu kéo quả nết của mình ra rồi, ném thẳng bên phía của Big Dad. Nhưng liệu có trúng hay không đây, chưa tới nơi. Nhưng đây không phải là một khu vực quá an toàn cho 14 Quảng Ninh khi Chopper đã bắt đầu đẩy sang bên phía cánh phải để lấy thêm lượng thông tin. Gái xóm chỉ cần hết quả smoke này thôi là ngay lập tức anh ta sẽ bị lộ tầm nhìn. Sati bắt đầu khu vực ngoài bò và cắn phát e nhưng chắc chắn sẽ không kịp rồi. Cắn máu ngoài bò cho bên phía team 14 Quảng Ninh, một tình huống cắn máu lỗi. Ngay lập tức Sati đã phải nằm lại và bây giờ sẽ là một mạng dành cho vị trí Chopper. Đội hình của bên phía team LQ họ đã có được 3 kill dành cho Chopper và bắn trượt rất nhiều đến từ 14 Quảng Ninh nhưng không sao. Bây giờ đội hình của LQ họ đang tràn lên hay không? Tình huống giờ vẫn đang là 3v3, có thể cứu được Chopper đến từ vị trí của Minky IK nhưng đang cần phải thi đấu cực kỳ trau chuốt. Và liệu LQ có được chính 3 trận đấu top 1 trong ngày thi đấu hôm nay hay không? Vâng, sẽ là cứu được trong tình huống này đến từ Minky IK khi anh ta đã tiếp cận thành công. Nét được ném ra nhưng nó chưa chính xác. Minky sấy thẳng sang phía bên kia luôn. Và top 1 dành cho FFQ.